Xin chào tất cả mọi người, động từ annoncer chỉ có một ý nghĩa là báo, là loan báo, là thông báo Tuy nhiên động từ annoncer có một số cách dùng khác nhau Trước khi coi các cách dùng khác nhau của động từ annoncer thì chúng ta hãy coi cách chia Động từ annoncer là một động từ nhóm bột do bởi nó có hai ký tự cuối là O ER. Và khi chúng ta chia một từ nhóm bột thì chúng ta chia cái đuôi O ER này theo cái bộ đuôi là e s, -S -U o n s o z o n t và bây giờ chúng ta có thể đọc động từ annoncer ở thì hiện tại của một indicative như sau: je annonce, tu annonce, il annonce, nous annoncons, vous annoncez, ils annoncent. Chúng ta vừa phát âm động từ annoncer ở thì hiện tại và chúng ta nhận thấy có một cái sự bất thường trong khi phát âm của các cái ngôi thứ ba ngôi, ít, ba, ngôi ba ngôi số ít và ngôi số nhiều ba ngôi số ít j'annonce annonce in annonce ba ngôi số nhiều nous annonçons in và chúng ta nhận ra ngay là ngôi thứ nhất số nhiều nous nó có một cái gì nó khác biệt với các cái ngôi thứ khác do bởi như sau do bởi là ký tự c khi đi kèm với nguyên âm a o u thì phát âm là cờ như vậy ở đây chúng ta phát âm là cờ duzanoncon nhưng khi đi với nguyên âm Ơ i ngắn và Y thì phát âm là sờ như vậy bên trên chúng ta thấy các ngôi thứ khác phát âm là sờ janons và ngôi thứ hai ngôi thứ ba số nhiều cũng như vậy ujanonce injanonce trong khi ngôi thứ nhất thì nó lại đi với nguyên âm ô thì phát âm là cờ và bây giờ người ta muốn thay cái ký tự này để làm sao cho nó phát âm giống như các vị trí khác thì người ta thay cái chữ C bình thường ký tự này bằng ký tự CCD. Khi chúng ta thay CCD vào thì tức khác nó sẽ có cái âm giống như là các cái vị trí khác tức là âm sờ. Và chúng ta đặc biệt đây là người ta gọi đây là nhóm một đặc biệt tức là nó vẫn có quy tắc nhưng mà nó có một cái chút gì đặc biệt như vậy chúng ta có thể nói lên cái quy tắc của động từ annoncer Annoncer và tất cả các động từ nào có cái đuôi là c -E, -R, thì ở ngôi thứ nhất số nhiều là nu Thì chúng ta điền thay vào ký tự c bằng ccd để cho nó có cái âm âm sờ và bây giờ tất cả ba vị trí số ít ba vị trí số nhiều đều phát âm giống nhau Jeannonce tu annonces, il annonce, nous annonçons, vous annoncez, ils annoncent. Để chi động từ annoncer ở thì quá khứ thì chúng ta biết là participe của annoncer tức là annoncer tức là đổi er er thành e accentuée đây là participe của động từ nhóm 1 và chúng ta ghép với trợ động từ avoir j'ai annoncé tu as annoncé il a annoncé Nous avons annoncé. Vous avez annoncé. Ils ont annoncé. Và sau cùng khi chia thì tương lai của mode Indicatif thì chúng ta lấy nguyên thể. Nguyên thể là annoncé. Tôi đã gạch dưới. Annoncé. Rồi chúng ta ghép với cái bộ đuôi của thì tương lai đó là A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. J'annoncerai. Tu annonceras. Il annoncera. Nous annoncerons vous annoncerez, ils annonceront. Chúng ta đã ghép cái bộ đuôi của thì tương lai vào và chúng ta nhận thấy là ký từ ơ nó nằm âm tiết này không phát âm do bởi trước đó có một âm tiết và sau đó cũng có một âm tiết khi nó bị kẹp giữa thì nó không có phát âm. Và thay vì phát âm là annoncer gồm có bốn âm tiết, chúng ta chỉ phát âm còn lại ba. J'annoncer, tu annoncer, il annoncera, nous annoncerons, vừa xong chúng ta đã nói là các động từ nhóm 1 tận cùng bằng c, er thì có một chút đặc biệt là ở ngôi thứ nhất số nhiều là nu chúng ta đổi ký tự c thành ký tự ccd để cho nó có cái âm sở giống như các vị trí khác và sau đây là một số các động từ cũng chia giống như là announce một số động từ chia giống announce có thể là những động từ rất quen thuộc, chẳng như là commencer, bắt đầu. Động từ commencer có thể là với y, có thể là vt, t, y tức là tự nó bắt đầu. Chẳng hạn như là mùa thu đã bắt đầu, mùa mùa khô đã bắt đầu. Và chúng ta có thể dùng với dạng vt tức là tôi bắt đầu một cái gì, tôi bắt đầu giờ học, tôi bắt đầu buổi họp. Động từ prononcer là phát âm, động từ place là đặt xuống, hoặc là de place là di rời đi, động từ menace là đe dọa, VT, động từ răng C C chúng ta thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Răng tức là xúc rửa. Chẳng hạn như là chúng ta đánh răng xong, chúng ta phải răng C để cho hết cái xà phòng đánh răng. Chúng ta giặt quần áo, chúng ta phải răng C để cho nó hết cái bộ xà bông bằng nước sạch. Số 6, động từ avance là tiến tới phía trước, đó là VI. Chúng ta đẩy cái gì tới phía trước là VT. Động từ lance là ném động từ pen c là kẹp động từ bec c là ru động từ rác c là vạch là kẻ một cái đường như vậy có năm động từ ở bên này chúng ta thấy rất là hay dùng năm động từ khác thì tương đối ít dùng hơn và vân vân còn một số các động từ khác đây tất cả đều là những động từ tận cùng bằng c e và chúng ta cũng chia giống như động từ announce c tức là ngôi thứ nhất số nhiều nu chúng ta thay ký tự c bằng ký tự ccd Qua phần thứ hai, chúng ta hãy xem xét một số cách dùng khác nhau của động từ annoncer. Cách dùng thứ nhất, annoncer là VT, tức là annoncer nó có một đối tượng trực tiếp, loan báo cái gì, báo cái gì. Và chúng ta có một vài câu ví dụ như sau. Hoa đào báo cho biết Tết đã đến gần. Le fleur de pêcher, pêcher là cây đào, cái cây mà nó cho trái đào, quả đào. Và cái hoa của nó, le fleur de pêche, annonce l'approche du Tết. Approch là danh từ của động từ approcher là sự đến gần của ngày Tết như vậy động từ annoncer này nó có đối tượng trực tiếp báo cái gì báo sự đến gần của Tết câu thứ hai Việt Nam đã thông báo việc nối lại các đường bay quốc tế kể, kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022. Le Nam a annoncé la reprise des vols internationaux à partir du 1er janvier 2022. Như vậy ở đây chúng ta có cái danh từ là la reprise là danh từ của động từ reprendre lấy lại, revenir là các cái chuyến bay international các chuyến bay quốc tế kể từ. Như vậy đây là một cái danh từ và nước Việt Nam đã loan báo cái chuyện này, cái chuyện lấy lại, cái chuyện tái lập lại. Và động từ annoncer nó có đối tượng trực tiếp. Câu thứ ba, gió từ phía nam đã mang đến cho chúng tôi hơi ấm và báo việc trở lại của mùa xuân như vậy câu này là một cái câu của một người phát biểu ở bên xứ lạnh ở bên phương tây à, vào mùa đông thì rất là lạnh nhưng mà có cái loại, loại gió nó thổi từ phương nam lên nó mang tới cái hơi ấm La Chaleur có thể nói là hơi nóng có thể là hơi ấm ở đây trong mùa lạnh thì chúng ta chúng ta dịch là hơi ấm Le vent du sud nous apporte la chaleur et annonce l'arrivée du printemps. Donc anh ở đây loan báo cái gì? Loan báo sự đến của mùa xuân.

Chính phủ đã công bố sự trợ giúp khẩn cấp cho địa phương bị thiên tai. Địa phương bị thiên tai là La Région Sinistre. Sinistre là bị một cái tai ương, một cái thiên tai gì đó. Và bây giờ cần một cái sự trợ giúp khẩn cấp. Une net Le gouvernement a annoncé une net urgente pour la région Sinistre. Ở đây động từ annoncé nó cũng có đối tượng trực tiếp. Báo, loan báo một cái sự trợ giúp khẩn cấp và câu cuối, chính phủ đã chính thức công bố việc tái lập chính sách visa áp dụng cho du khách quốc tế trước đại dịch. Chính sách là La Politique de Visa, áp dụng cái chính sách được áp dụng. Như vậy La Politique là danh từ Feminine thì Applique, nó có âm áp dụng cho các du khách ô tourist quốc tế international avant la pandémie. Trước dịch thì đã có chính sách như thế nào? Trong dịch tạm ngưng lại và bây giờ lại bắt đầu tái lập lại cái chính sách đó le gouvernement a annoncé officiellement le rétablissement de la politique de visa appliquée aux touristes internationaux avant la pandémie. Officiellement, la chính thức. Rétablissement, la danh từ của động từ rétablir, là thiết lập lại. Như vậy, chúng ta thấy ở các câu trên, động từ annoncé nó có đối tượng trực tiếp và người ta gọi đó là ngoại động từ, báo một cái gì. Ở đây chúng ta thấy có những cái danh từ là báo sự đến của Tết, báo việc là lấy lại, lập lại các cái chuyến bay quốc tế, báo việc đến của mùa xuân, vân vân. Trong cách dùng thứ hai, động từ nó cũng có một COD, tức là nó cũng là một ngoại động từ trực tiếp. Nhưng mà ở đây chúng ta cần cần lưu ý cái, cái công thức như thế này. Anong C, Ken báo một cái gì cho ai. Thì cái điều mà chúng ta báo đó là COD và cái người nhận cái lời thông báo này nó là COI báo điều gì cho ai ví dụ thứ nhất ông ấy đã báo cho chúng tôi một tin cực xấu Inuza annonce une très mauvaise nouvelle Inuvel là một cái tin một cái tin xấu một tin rất xấu đã báo một cái tin xấu cho chúng tôi như vậy chúng tôi là COI và cái báo cái tin xấu tin xấu nó là COD ông ấy đã báo cho nhân viên việc tăng lương 20% kể từ tháng sau il a annoncé aux employés une augmentation de 20% à partir du mois prochain. Ông ta, ở đây là ông lãnh đạo, đã báo, báo cho ai, báo cho các nhân viên, báo chuyện gì, báo cái sự tăng, ở đây có nghĩa là tăng lương 20% kể từ tháng tới. Về động từ, ở đây cũng theo cái cấu trúc là annoncer quelque chose à quelqu'un. Và câu cuối, cùng, thầy giáo đã thông báo lịch thi đen cho học viên le professeur a annoncé aux étudiants le calendrier des sessions d'examen du de DENF. Le calendrier là, kết lịch des sessions, những cái đợt thi. Giờ ở Việt Nam chúng ta thì một năm hiện nay có hai đợt thi. Đợt thi vào tháng 5 và đợt thi vào tháng 11 cách nhau 6 tháng. Và trong tháng 5 thì sẽ có những ngày thi ở cấp A1, A2, B1, B2, vân vân. Ở tháng 11 cũng như vậy, và thầy giáo đã mang cái lịch đó vào để báo cho các học viên viên biết. Như vậy, nó cũng theo cái cấu trúc là annoncer quelque chose à quelques. Thầy giáo đã báo cái lịch thi cho ai? Cho các học viên của mình. Le professeur a annoncé aux étudiants le calendrier des sessions d'examen du de delf Trong cách dùng thứ ba, thì chúng ta thấy động từ annoncer đi với cờ báo rằng Báo cho biết rằng ông chủ Nhà Trắng đã thông báo là dịch COVID-19 ở Mỹ đã chấm dứt. Đây là một cái tin rất là mới, cách đây có mấy tuần thôi. Ông chủ Nhà Trắng tức là Le Chip de la Maison Blanche, la Maison Blanche ở Nhà Trắng. Ông chủ Nhà Trắng tức là ông Tổng thống Mỹ. Le Chip de la Maison Blanche a annoncé que đã báo cho biết rằng la pandémie de COVID-19 était terminée aux États-Unis. Dựa theo các cái, các ý nhà khoa học thì ông Tổng thống Mỹ đã loan báo rằng dịch COVID-19 ở bên đất Mỹ đã hoàn toàn chấm dứt. Thủ tướng Nhật loan báo rằng nước ông đã quyết định cung cấp cho Việt Nam thêm 400.000 liều vắc bổ sung để chống lại dịch cúm COVID-19 và cái tin này khá lâu rồi. Tin này là khi đợt dịch COVID-19 đang bùng phát ở Việt Nam thì Thủ tướng Nhật đã loan báo rằng le chef du gouvernement japonais, chef là ông lãnh đạo của chính phủ Nhật, tức là ông thủ tướng Nhật, a annoncé que son pays, đất nước của ông ta, avait décidé de fournir, đã quyết định cung cấp cho ô Việt Nam 400.000 doses supplémentaires de vaccins contre le COVID-19, đã quyết định cung cấp cho nước Việt Nam fournir quelque chose à quelqu'un, cung cấp cho Việt Nam, và đây là COD, 400.000 dose, dose à liều supplementaire, những liều bổ sung the vaccine contre la COVID-19. Như vậy trong câu này chúng ta thấy là cái việc này là loan báo không phải là một danh từ, mà loan báo cả một cái mệnh đề, loan báo rằng Tổng thống Mỹ loan báo rằng dịch COVID-19 đã chấm dứt, Thủ tướng Nhật loan báo rằng nước của ông ta đã quyết định cấp cung cấp cho Việt Nam thêm 400.000 liều vaccine, loan báo rằng annonce que Cách dùng thứ tư khá đặc biệt, tức là động từ annoncer đi với một động từ ở infinitive thông báo. Infinitive đó là một, một động từ, về động từ nó phải là dịch là thông báo làm một cái việc gì. Và chúng ta lưu ý là cái cách dùng này khi hai hành động có cùng một chủ ngữ thì mình mới được phép dùng trong cái cấu trúc này. Ví dụ, hôm thứ Bảy là Samdi, Việt Nam báo là đã phát hiện một biến chủng mới của coronavirus đây cũng là một tin rất là lâu rồi tin từ khi mà dịch nó đang bùng phát ở trên thế giới lời Việt Nam a annoncé samedi avoir détecté un nouveau variant du coronavirus variant là biến chủng détecté là tìm cho ra phát hiện ra như vậy chúng ta thấy động từ annoncé đi với một động từ nguyên thể infinitive ở đây là infinitive passé và ở đây chúng ta dùng cho hai hành động động từ thứ nhất là ăn c hành động thứ hai là đầy hai hành động này có cùng một chủ ngữ chủ ngữ đó là nước việt nam nước việt nam đã làm cái công việc là loan báo loan báo là đã tìm ra như vậy nước việt nam là chủ ngữ của hai động từ thứ nhất là ăn c thứ hai là đầy tích câu thứ hai anh ta thông báo là đã trúng tuyển il annonce avoir réussi le concours le concours là thi tuyển và réussi động từ réussir là cung cua tức là thành công trong việc thi tuyển tức là thi thi đậu tức là trúng tuyển như vậy đây cùng một chủ ngữ là il là anh ta có hai động từ động từ thứ nhất là annonce và động từ thứ hai là thành công tức là thi thi đậu là trúng tuyển như vậy chúng ta thấy động từ thứ nhất là annonce đi với một infinitive và bởi vì hai động từ này có cùng một chủ ngữ là anh ấy il annonce avoir réussi le concours Ông Bộ trưởng báo cho biết là đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus và ông ta đã cách ly. Đây cũng là một tin ở trên báo nhưng mà đã khá lâu rồi. Có một ông Bộ trưởng ở trong chính phủ của một nước kia sau khi xét nghiệm thì đã bị có kết quả là dương tính. Le ministre annonce avoir été testé positif, avoir été testé, tức là infinity passé của động từ testé. Ông Bộ trưởng báo cho biết là ông ta đã được xét nghiệm nhưng mà xét nghiệm dương tính với coronavirus và bây giờ ông ta đã ở trong cái tình trạng cách ly. Như vậy chúng ta thấy ở trong các câu ví dụ trên thì động từ annonce đi với một động từ nguyên thể và trong cấu trúc này chúng ta chỉ dùng được khi hai động từ, hai hành động có cùng một chủ ngữ. Trong cách dùng thứ năm, đó là cách dùng ở dạng động từ phản thân verb pronominal, Sanonce sanonse là tự loan báo cho thấy tức là tỏ ra cho thấy biểu hiện ra cho thấy ví dụ mùa đông năm nay báo hiệu là sẽ là một thời kỳ khó khăn sativa Sanonce annonce là báo một cái gì đây mùa đông này tự mình báo cho biết tức là trong cái này người ta hàm ý là ở trong bản thân cái mùa đông này nó có một cái một cái tin là nó là đây một thời kỳ rất là khó khăn đây là một cái tin ở bên phương Tây vào năm nay, mùa đông năm 2022 ở bên phương Tây sẽ cực kỳ khó khăn do giá năng lượng tăng cao, không phải là gấp 2, gấp 3 mà có thể là lên tới gấp 10 lần. Như vậy người ta sẽ bị thiếu năng lượng và mùa đông này thì sẽ không đủ năng lượng, do đó rất là khó khăn. Cet hiver s'annonce comme une période difficile. Câu thứ hai, bộ cà phê năm nay báo hiệu là sẽ rất là tốt, là rất là khả quan. La nouvelle récolte de café Sanon Bon được loan báo cái mùa cà phê này người ta nhìn thấy một các cái dấu hiệu, người ta nói là cái mùa cà phê này có dấu hiệu là sẽ rất là tốt, sai quả, năng suất cao. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Le match Sanon Catifisen có thể là do hai đội bóng này là ngang tài ngang sức, do đó trận đấu này được báo trước là sẽ rất khó khăn, không có dễ giải quyết tỷ số. Và câu ví dụ khác, Liên Hiệp Quốc, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc than phiền là cuộc chiến đấu chống lại sự thay đổi khí hậu được báo hiệu là rất lâu dài và gây go. Chúng ta biết cái vấn đề thay đổi khí hậu là một vấn đề rất lớn và rất cấp bách ở trên toàn cầu, chứ không phải riêng trong một quốc gia nào. Và ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thì ông ta deplore, ông ta than phiền rằng le combat contre le changement climatique s'annonce long ác đu lông là dài, ác là cam go là gây go là gây cấn và sanon được báo cho biết là tức là đã có dấu hiệu gì để cho người ta thấy trước và sau cùng chúng ta coi danh từ xuất phát từ động từ anunci chúng ta có hai danh từ in annonce là một cái thông báo ví dụ sự trở về của loài chim én là cái dấu thông báo cho biết là mùa xuân đã đến le retour des hirondelles et l'annonce du printemps annonce des Cái sự thông báo, cái lời thông báo. Lời thông báo bất ngờ này đã làm cho cả thế giới ngạc nhiên. Ở đây Tulumon có thể là tất toàn thể thế giới ở trên trái địa cầu này cũng có thể là tất cả mọi người. Ở đây chúng ta không thấy được cái context, không thấy được cái mạch lạc do đó chúng ta không biết là đây là cái annonce, cái thông báo này nó làm cho cả thế giới bất ngờ hay nói làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Cette annonce inattendue. Attendre là chờ, attendre là được chờ, inattendue là không được chờ, tức là bất ngờ. Cette annonce inattendue a à surpris tout le monde. Surpris là participe passé của động từ surprendre, làm cho mọi người ngạc nhiên. Lời thông báo bất ngờ này làm cho cả thế giới ngạc nhiên. Chúng ta cũng có thể dịch là lời thông báo bất ngờ này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Tức là chẳng hạn như trong một cái nhóm, mà có một người công bố ra thông báo một cái gì mà mọi người đều không hề biết trước thì nó làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên nhưng mà ở quy mô lớn hơn thì chúng ta có thể là nói là làm cho cả thế giới ngạc nhiên Tôi đã bắt đầu làm việc tại công ty này cách đây 2 năm sau khi đọc được một thông báo trên mạng thông báo trên mạng là une annonce en ligne J'ai commencé à travailler dans cette compagnie il y a deux ans après avoir lu une annonce en ligne. Tôi đọc một cái thông báo trên mạng và tôi biết là công ty này đang cần tuyển và tôi đã nộp đơn và tôi đã được trúng tuyển và tôi đã bắt đầu làm ở công ty này từ hai năm nay sau khi đọc một cái thông báo và trên đây là lời thông báo dưới là một thông báo une annonce là danh từ của nó annoncé. j'ai commencé à travailler dans cette compagnie il y a deux ans après à avoir lu annonce en ligne. Có một cái danh từ thứ hai là annonce, nhưng mà nó thêm tính từ là une annonce. Une annonce là một lời thông báo hay là một cái thông báo lớn. Chúng ta thấy thông báo thường thường dán ở các cái chỗ công cộng, ở các cái cơ quan đoàn thể, có một cái bảng thông báo hoặc là thông báo trên mạng. Nhưng mà nếu thêm tính từ nhỏ vào une petite, petit annonce, thì nó lại có nghĩa là một cái tin rau vặt và tin rau mặt chẳng hạn như ở dưới đây chúng ta thấy các cái tin rau vặt ở trong một tờ báo tiếng Pháp thì có nhiều loại lắm. Có cái loại là tìm những nhân viên vi tính công nghệ thông tin này, tìm thầy giáo tiếng Anh này, rồi có những cái tin khác là tìm các cái người trực điện thoại này, làm ở trong lễ tân này, tìm người phục vụ trong nhà hàng, đó là những cái tin rau vặt, chưa kể còn những cái tin bán nhà, bán xe, bán đất hoặc là sửa máy này máy kia tất cả đủ loại đó chúng ta gọi những cái tin này đăng trên báo là infinitum chúng ta phải thêm tính từ nhỏ infinitum kế tiếp là tính từ xuất phát từ động từ announce tính từ này ít dùng nhưng mà chúng ta cũng cần biết thêm tính từ này là announcer masculine và đổi qua feminine nó là Annonciatrice và luôn luôn phải đi theo với một danh từ đương nhiên bởi vì nó là tính từ những dấu hiệu báo trước về cơn khủng hoảng des annonciateur de la crise crise là cơn khủng hoảng có những cái dấu hiệu báo trước là cho biết là sẽ khủng hoảng và sau cùng đây là cái phần trích của một số câu ngạn ngữ danh ngôn trong đó có động từ annoncer chúng ta sẽ xem câu thứ nhất đây câu thứ nhất là một câu ngạn ngữ của người đức câu ngạn ngữ này như sau trois choses entrent dans une maison sans se faire annoncer deux points les dettes la vieillesse et la mort annoncer la loan báo faire annoncer nói ai loan báo se faire annoncer cho ai nói ai loan báo về mình nhưng mà ở đây chúng ta thêm cái giới từ là sans không cho ai loan báo gì hết có ba điều đi vào trong một ngôi nhà mà không được báo trước hai chấm tức là để liệt kê ra đó là lê đét nợ nần la vies sự già nua e la và cái chết có ba cái mà theo ngạn ngữ đức nó đi vào trong nhà mình nó đến mà nó không báo trước đó là nợ nần chẳng hạn nếu chúng ta đang ở yên thân tự nhiên có một cái chuyện gì xảy đến khiến chúng ta phải mắc nợ cái chuyện này không thể báo trước được tuổi già đến chúng ta cũng không biết trước được và cái chết chúng ta cũng không biết trước được Do đó câu ngạn ngữ nói là có ba thứ đi vào trong nhà mình mà không báo trước, đó là nợ nần, tuổi già và cái chết. Trois choses entre dans une maison sans se faire annoncer les dettes, la vieillesse et la mort. Và câu thứ hai là một câu danh ngôn, câu của nhà triết học Đức Schopenhauer. Dịp tốt nhất để có thể thử thách cái lòng chân thành của người của một người bạn đó là khi chúng ta báo cho người bạn đó biết về một cái tai họa vừa xảy đến cho chúng ta la meilleure occasion pour éprouver la sincérité d'un ami. C'est le moment où vous lui annoncerez un à malheur qui vient de vous frapper. Dịp tốt nhất để thử thách lòng chân thành của một người bạn, đó là lúc bạn báo cho người ấy biết về một tai họa vừa xảy đến cho mình. Nếu mà chúng ta báo một tin vui thì chúng ta cũng không biết là người đó thực sự là họ có phải là bạn thân, bạn chân thành của mình hay không bởi mà tin vui thì nó không có gì hết. Nhưng nếu chúng ta báo cho người bạn đó một cái tin rất là buồn do một cái tai họa gì đó, một cái điều khốn khổ gì đó nó xảy đến cho mình và người kia vẫn gắn bó với mình, vẫn có chân thành giúp đỡ mình, đó là đúng là một người bạn thật. Và đây là một cái dịp để thử thách sự chân thành, éprouver là chứng minh để thử thách la sincerité sự chân thành của một người bạn. Như vậy ở bên trên chúng ta đã coi ý nghĩa của động từ annoncer nó chỉ có một ý nghĩa là thông báo loan báo nhưng mà có một số cách dùng khác nhau. Cách dùng thứ nhất là là loan báo một cái gì, annoncer can chose. Như vậy cái gì đó phải bắt buộc phải là một danh từ báo hiệu sự đến của một mùa, mùa Tết báo hiệu sự lập lại các cái chuyến bay quốc tế vân vân báo hiệu một cái gì thì chắc chắn đó phải là một danh từ bởi vì nó là một COD Cách dùng thứ hai là báo cái gì cho ai. Cũng giống như ở cách dùng thứ nhất tức là báo một cái gì tức là nó có COD. Nó có một đối tượng trực tiếp nhưng ở đây có một cái cấu trúc là annonce quelque à Chúng ta rất cần chú tâm học cái công thức số 2 này bởi vì sau này nếu chúng ta làm những câu phức tạp thay các cái chữ một trong hai cái đối tượng này COD hoặc là COI bằng đại từ thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn nếu chúng ta không thuộc cái cấu trúc này chúng ta cần học thuộc cấu trúc này annonce, cancel que a cancel và nếu chúng ta cần thay cái đối tượng này thì chúng ta dùng co tức là là đối tượng trực tiếp còn nếu chúng ta cần thay cái đối tượng này thì chúng ta thay bằng coi đối tượng gián tiếp như vậy tôi xin nhắc lại cái số 2 này là một điều chúng ta rất cần nhớ cần phải học thuộc lòng cấu trúc là annonce, cancel que a cancel và cách dùng thứ ba báo rằng announce thì cái công thức này tương đối đơn giản dễ báo cho biết rằng thế này thế kia chúng ta cứ thành lập câu báo cho biết rằng Trong cách dùng thứ tư thì annonce đi với infinitive đây là một cách cũng khá đặc biệt nhưng mà chúng ta cần nhớ một điều muốn sử dụng cái công thức này thì hai cái hành động tức là hành động loan báo với hành động mà chúng ta loan báo làm cái gì đó nó phải có cùng một chủ ngữ thì mới có thể dùng cái công thức này annonce đi với infinitive hai hành động phải có cùng một chủ ngữ và cách thứ năm là động từ announce ở dạng verb pronominal, phản thân tức là cho thấy báo cho biết động từ announce là tự báo cho mấy biết tức là chẳng hạn như là cái mùa đông năm nay tự báo cho biết là sẽ khó khăn lắm tức là trong bản thân cái mùa đông này nó có những yếu tố nó cho thấy là sẽ rất là khó khăn và đó là năm cách dùng của động từ announce và xin chào tất cả mọi người